Ê, chào mừng các bạn vui vẻ trên Tâm Chè Vĩnh Long nha. Hôm nay bữa nay mình đi làm các bạn thấy cá ở dưới ruộng đó các bạn, cá cạn nè. Rồi bắt được mới cá lòng tông, cá bẻ chầu, cá gì tùm lum hết trơn mọi người. Tép rong nữa. Đó, về nấu ở dưới bắt được mới hến nữa các bạn. Bắt được mới hến. Đó, chứ bắt được mới hến này nè các bạn. Trời ơi, rồi bà chè ba mua mớ tôm với mớ bà thuộc nấu cho nấu canh tập tàn, canh rau tập tàn với hến các bạn ơi. Hồi nó mời tất cả các bạn ra cho trường quay cùng ăn nha. Này các bạn, khâu quạt này các bạn, cá hùng vĩnh nè mọi người. Trời ơi, nãy đi làm ở ngoài gió khiệt á các bạn. Rồi cái bắt được. Ô về khô. Để cái xuống sông rồi bắt được mới hết nữa các bạn. Trời ơi, bà chè về bà nấu với rau tập tàn mọi người. Vậy mà bà còn để tôm và tuột vô nữa. Mời tất cả các bạn ăn nha. Ăn ngồi với cơm tới Tâm Chè các bạn ơi. 2, 4, 6, 8, 10 dĩa ăn cơm trưa thôi mọi người. Đây mời tất cả các bạn ăn nha. Đây, toàn đậu cao hỉnh nè mọi người. Ngon, chắc. Tại sao Thánh ăn Vĩnh Long ông gà ngon không? Giờ ăn về lại gắn liền với tuổi thơ của Tâm Chè ngày xưa đó các bạn. Xưa không có gì để ăn đâu mọi người. Không có gì để ăn. Giờ có cái bãi trầu luôn á. Bắt được mấy con. Giờ mình thấy không, cái chỗ là Thánh ăn cá lóc mà. Giò mía tới giờ trồng giờ. Quá cả mát rưỡi luôn mọi người. Giờ thành phim trường mini của Tâm Chè luôn rồi. Mát rưỡi luôn các bạn. Rồi 11 giờ trưa, 12 giờ trưa mà đâu cái che đâu. Giờ không có nắng. Canh hến là xuất sắc nha mọi người. Không biết các bạn ngoài miền Bắc biết canh hến này hay không? Bắt được có mấy con à. Ngọt lắm, bao nhiêu đó. Ngọt kinh khủng. Xong dĩa các bạn. Canh hến ăn nó ngọt lắm các bạn. Ngọt như con nghêu mình vậy. Không biết các bạn ở miền Bắc biết không á? Hay là các bạn ở nước ngoài có biết không chứ? Bánh đây là cực kỳ ngon. Đây các bạn xem này. Cá này. Trời ơi, bị sao quê hương thấy coi cá này là xỉu luôn á. Bà chè bà làm chục dĩa tôm đúng không? Nè, rau tập tàn là mọi người. Rau tập tàn là đủ thứ loại rau. Rau cải trời, rau diệu cũng được. Mình hái ở ngoài gió kiệt luôn các bạn. Mùng tơi. Cực kỳ ngon. Ăn hết nồi luôn đi, cho ramen với mẹ không ăn. Ớt thì ớt xanh. Thôi các bạn thấy không, trái ớt xanh. Ngon lắm. Ở trước mình trồng các bạn. Đó. Cái ramen này không biết ăn món này. Bà chè cũng không biết ăn. Bà chè này xử hết. Hai dĩa mọi người. Dĩa thứ ba nha. Coi, cá ngon quá các bạn. Ai mà ở thành phố hay ở ngoài sống thành thị quen rồi, đâu biết được món này mọi người. Nhỏ lớn Tâm Chè là nói chung là cuộc sống gắn liền với những con cá, những con hến này. Hồi đó thì không mặn. Chè ngon. Ngon quá rồi. Cái nồi rau tập tàn sướng gì đâu tốt lắm mọi người. Hết sảy còn lại Nghe cái trên này nè. Với nữa mọi người. À, làm cái thứ tư đi các bạn. Nha. Ngon quá. Ngon hết phải. Các bạn biết cá ba chậu không? Ba chậu có màu xanh xanh đó các bạn, nó giống như cá lia thi á. Cái ba chậu nó chiếu à. Khô khô mà ngon á. Cái ba chậu à. Nó không có lớn mọi người. Mình mặn có nhiêu đó rồi mà buổi trời cả tiếng hồ. Miếng cá này là không ba con nào lớn hết trơn các bạn. Nó lớn vậy là hết lớn rồi. Phải bắt nhiều chứ khỏi mặn nổi luôn. Mình chỉ thứ năm mọi người, đâu có nhiều đó. Tháng này nước nó cạn dữ lắm các bạn. Nằm rất là ngon, ngon hơn đi ăn cưới nữa các bạn. Đấy, làm tới dĩa thứ 6 các bạn. Đó, làm tới dĩa thứ 6 nha mọi người. Ngon, chưa thấy gì hết. Nó kết mình trong nhóc mà. Ngon. Để cắt thanh này cá lóc cho hồi lúc nào giờ ương lên rồi mọi người. Thôi cách đây qua 1 năm là Tâm Chè làm YouTube được mấy tháng rồi đó. Làm mấy cái khu này còn nắng chang chang, không có cây cối gì đâu. Còn nhỏ xíu à. Bây giờ bự rồi nè. Nó mình cây chuối mình có chỗ buồn rồi mọi người. Đó giờ cái Tâm Chè chia sẻ ha. À, có buồn chuối rồi con phóng nồi tỉ bạch rồi ơi. Chỉ đi xong phim rào cũng sướng ăn dưa hến. Trước tuổi thơ rồi về. Thôi tôm này Tâm Chè cũng không có thích, để cho em tôi bạch 2 con. Tôi bạch ăn phải lột, hồi nó mẹ lột, cameraman lột coi. Mẹ cameraman lột. Trời đang ở dưới chân hả, chúng mày lột tôm cho ăn kìa. Nè. Mày cho chừa có 2 con tôm nè, có 6 con nữa. Cho chị 2 tôm cho con nè. Dĩa thứ 7 rồi. Dĩa thứ 8. Dĩa thứ mấy? 2, 4, 6, 7. Ờ, dĩa thứ 8. Dĩa thứ 8 rồi các bạn. Hết. Thế mà ra tập tà mình cũng thèm nhưng mà mình không biết ăn mọi người ơi. Nói lớn bà sống ở chợ. Bà không có bên nghèo. Không có nghèo. Đấy. Cá lòng tòng à. Một xíu à. Cái lòng tòng bay các bạn. Đây con tép này, tép rong nè các bạn. Đó, tép rong. Lượng cái này là mấy con cá không hỉnh bẻ trầu gì đó. Cắt cực. Tại vì ông xã phái mình cái nào ông thích là mình cứ mần thôi mọi người. Hết màu thanh luôn. Hết đi, 2 con đâu có ăn. Cành hến ăn nó ngọt lắm các bạn. Dĩa thứ 9. Còn dĩa nữa ha. Cho ăn cái bụng. Ăn nó đã. Chú Bạch con đâu rồi? Chú Bạch nằm rồi. Nằm đến nằm gì ơi, nằm nè, chút xíu cha cho hai con tôm nha. Bạch nằm. Để cho hai con tôm. Được không? Mẹ lộn cho con nha. Bài chính dĩa. Dĩa. Còn dĩa duy nhất. Dĩa không cùng. Dẹp. Làm ra hết luôn các bạn. Còn hai con tôm chia tiếp Bạch. Hết luôn cá luôn hả? Hết luôn. Ừ. Ghê vậy. Ăn cho hết chứ. Này ngon mà không mặn mà. Ớt luôn. Thôi ớt đâu ăn được. Không có bảo. Ngon. Còn mấy con. Ăn tép mình không hỉnh đã mà rồi. Các bạn ở thành phố dễ được ăn món này. Rồi mà các bạn không biết ăn các bạn không được. Như bà Chè ăn đâu được. Bà Chè thích ăn món này là do là nó không có xương các bạn. Ngon. Ngon quá. Thấy tự Bạch công nghiệp á, họ trưởng tôm cho tự Bạch luôn. Họ trưởng tôm cho tự Bạch luôn các bạn. Trời, nó sấy luôn rồi. Sấy ba con luôn. No luôn rồi. À, cho tiểu Bạch hai con, tiểu Hắc một con. Tiểu Hắc đẻ. Xong. Xong phải mùi. Vô tiểu Bạch đây cha quay rồi nè con. Xong. 10 dĩa các bạn. 3 con chưa tí Bạch. 4 6 8 rồi 10 xong mọi người. Vậy là no lắm. Nói chung cũng vừa no. Vậy là cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này nha. Các bạn nhớ bấm thích nha các bạn. Bấm chia sẻ và bấm đăng ký cho kênh Tâm Chè Vĩnh Long nha các bạn. Cũng như kênh Ô Tô Cỏ. Bye bye. Hẹn gặp lại.